gì không có não mà vẫn sống. Tao sứa. Chính xác. Tới không chị? Con vật nào xuất hiện nhiều nhất trên con đường tơ lụa xưa? Tao con Đà Lạt. Con lạc đà. Tao lộn. Chính xác. Quốc gia nào có nhiều múi giờ nhất? Tao. Pháp. Chính xác. Tới đây. Không này thì không có chân mày nè. Chân mày nha. Trời gì chứ chân mày tới mang tay chứ. Chân mày lá liễu. Sinh vật nào cung cấp nhiều oxy nhất cho trái đất? Tao. Thực vật phù du. Chính xác. Rồi. Đẹp lắm. Đứng bao công nha. Quốc gia nào đã tặng tượng nữ thần tự do cho Mỹ? Tao. Pháp. Chính xác. Nước nào đã phát minh ra món mì ăn liền? Tao. Nhất. Chính xác. Đây, đưa chân mày bên đây. Để tao điêu khắc thêm nữa cho. Cái gì vậy bà nội? Natri clorua có tên gọi thông thường là gì? Tao. Muối ăn. Chính xác. Quay mặt qua đây. Xét về sức nặng chịu đựng, con vật nào khỏe nhất thế giới? Tao. Con voi. Chưa đúng. Tao. Con kiến. Chính xác. Về. Em ở đây. Ai út mà. Đất nước nào uống trà sữa thay vì nước lọc? Tao. Mông Cổ. Chính xác. Người ta thường xác định tuổi của con ngựa dựa vào gì?